Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bí Quyết Đẹp Trai. Ngày hôm nay nhân dịp 20 tháng 11 mình đã có mặt tại Đại học Ngoại Thương để lột xác thầy giáo. Các bạn hãy cùng đi theo chân mình nhá. Có thể khá được đấy. Em chào thầy ạ. Em đến từ chương trình thay đổi diện mạo hoàn toàn miễn phí. Thầy có muốn tham gia với bọn em không ạ? Cậu phải sinh viên trường này không? Dạ không ạ. Thế tại sao tôi phải đi với cậu? Tôi biết cậu là ai. À vâng, cảm ơn thầy. Thầy Nhật dạy văn được yêu thích trên mạng xã hội YouTube và Facebook với những video phân tích văn rất độc đáo và dễ ghi nhớ. Thầy có phong cách đời thường khá là đơn giản với mái tóc xòe xòa và râu còn chưa cạo. Da mặt thì hơi sạm. Hôm nay chương trình Lột Xác sẽ đưa thầy Nhật đến salon 30 size tại 111 Lạc Long Quân để đem đến cho thầy một diện mạo hoàn toàn mới. Để cải thiện làn da khá sạm, chương trình sẽ đem đến cho thầy quy trình dưỡng da cao cấp với massage, đắp mặt nạ, hút mụn, nâng cơ và xịt nước hoa hồng. Để phù hợp với gương mặt cũng như nghề nghiệp của thầy, chương trình sẽ chọn cho thầy Nhật kiểu tóc size swept. Kiểu tóc này đem đến vẻ lịch sự, sang trọng nhưng vô cùng nam tính và trẻ trung. Sự lựa chọn ấn tượng nhất dành cho thầy giáo hot trên mạng xã hội là chiếc áo sơ mi đen cách điệu phần cổ và chiếc quần âu suông sáng màu. Sự kết hợp này sẽ khiến cơ thể không còn tình trạng to trên dưới bé như ban đầu nữa. Để thêm sự trẻ trung và năng động, chúng tôi đã phối thêm cùng đai kẹp quần và đôi giày Converse. Bởi vì nhìn chúng mày được yêu, phải yêu, anh rất vui. Vì khi yêu chúng mày học dễ vào. Anh dạy chúng mày thích học, chúng mày thấy vui vẻ, chúng mày yêu đời. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm thầy tiếp theo nhé. Em chào thầy ạ, em đến từ chương trình Lột Xác. Đây là chương trình thay đổi diện mạo hoàn toàn miễn phí từ đầu đến chân luôn. Thầy có muốn tham gia cùng bọn em không ạ? Chương trình thay đổi diện mạo từ đầu đến chân luôn à? Dạ vâng. Thực ra thì từ trước đến giờ mình cũng chưa tham gia chương trình này bao giờ. Dạ. Cho nên là mình cảm thấy hơi ái ngại thì có gì là mình xin phép từ chối các bạn. Dạ vâng. Thầy Nam, nhân vật thứ hai trong ngày hôm nay là giảng viên tại trường Đại học Ngoại Thương. Thầy có khuôn mặt khá đẹp trai và trẻ trung, tuy nhiên có phần hơi nhỏ. Bên cạnh đó, thầy có form đầu khá tròn và đẹp. Sport chính là kiểu tóc phù hợp nhất đối với thầy. Kiểu tóc này sẽ đem lại cho thầy Nam vẻ ngoài khỏe khoắn và giúp thầy khoe trọn được các đường nét góc cạnh trên khuôn mặt. Đối với thầy Nam, chiều cao khá khiêm tốn và khung người nhỏ. Bộ quần áo đen từ đầu tới cuối sẽ không phải là sự lựa chọn sáng suốt. Chúng tôi lựa chọn cho thầy một chiếc áo phông trắng cùng Air Blazer, một lớp siêu nhẹ, tạo vẻ trẻ trung nhưng vẫn vô cùng lịch thiệp. Phối cùng quần kaki co giãn đen sàn gấu và giày sneaker trắng cùng tông làm điểm nhấn.
Điểm đến cho phong cách của hai thầy lần này hoàn hảo nhất là hệ thống Owen. Đây là thương hiệu thời trang với những sản phẩm chủ yếu mang tính lịch sự và lịch lãm. Hôm nay hai thầy giáo của trường Đại học Ngoại thương đã có một trải nghiệm rất là thú vị mà trước đây mình không nghĩ rằng là các thầy sẽ chịu cắt những kiểu tóc hiện đại như thế này đâu. Dù sao thì cũng rất là chúc mừng ngày 20 tháng 11. Nếu như có ai đang học tại trường Ngoại thương thì hãy comment bình luận xuống phần bên dưới để cho các thầy vui nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại em trong những video tiếp theo.